Thưa quý vị, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Ngay sau đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 7 tập trung xây dựng chương trình hành động để thực hiện hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển Bà Rịa Vũng Tàu trong 5 năm tới. Đồng thời lãnh đạo chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc sớm đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ vào cuộc sống. Kế thừa những kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2015-2020, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025, xác định mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới của Bà Rịa Vũng Tàu là tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, bảo đảm quốc phòng an ninh vững chắc, nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của nhân dân, tiếp tục phát triển Bà Rịa Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Phấn đấu đến năm 2025 trở thành địa phương đứng trong top đầu cả nước về GRDP bình quân đầu người. Đây là mục tiêu được xác định trên cơ sở tổng kết thực tiễn, quan điểm định hướng trong phát triển, đánh giá tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh và dự báo tình hình trong nước cũng như quốc tế trong thời gian tới. Nghị quyết đặt ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển văn hóa xã hội đồng bộ và theo kịp với phát triển kinh tế, đáp ứng yêu cầu chăm lo thực hiện các mục tiêu phát triển con người, thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao chất lượng các đô thị, phát huy lợi thế của các địa phương, bảo đảm quốc phòng an ninh trong mọi tình huống, gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo. Ba khâu đột phá của Đảng bộ tỉnh khóa 7 xác định là huy động mọi nguồn lực, tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối vùng, tập trung thực hiện đề án nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, chất lượng nguồn nhân lực và đề án chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 7, nhiệm kỳ 2020-2025 được Trung ương đánh giá cao bởi nghị quyết xác định rất rõ quan điểm lấy con người làm trung tâm của sự phát triển và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cũng là để không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu thành nơi đáng sống. Theo đó, tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu về chất lượng cuộc sống ở nhiệm kỳ 2020-2025 đều được nâng lên mức cao hơn. Để nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, thì trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ cần phải thực hiện một cách thực chất và ngày càng cao. Bởi vì xét cho cùng, thì nâng cao cái hạnh phúc của nhân dân chính là mục tiêu của Đảng. Và chúng ta cũng lấy hạnh phúc của nhân dân để làm cái tiêu chí đánh giá năng lực lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ. Phát biểu trước báo giới ngay sau đại hội, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhấn mạnh, thành công của đại hội là bước khởi đầu cho nhiệm kỳ mới, thời kỳ phát triển mới của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Để nghị quyết đại hội được triển khai, thực hiện kịp thời, toàn diện, hiệu quả, sát thực tiễn, đúng tiến độ và đạt mục tiêu yêu cầu đề ra, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội. Trong đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ xây dựng các nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo chỉ đạo một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng và các khâu đột phá. Để chúng ta tiếp tục triển khai theo nghị quyết Trung ương 4 và học tập làm theo chỉ thị 05. Đó là những nội dung mà chúng tôi cần triển khai ngay. Riêng đối với cấp ủy trực thuộc, thì ngay sau đại hội đây, và tổ chức tuyên truyền đầy đủ triển khai nghị quyết của đại hội đến các cấp và có những chương trình cụ thể để thực hiện cho phù hợp đối với mỗi một địa phương, mỗi một cấp ủy của mình. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tập trung làm tốt công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 7 nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình đưa nghị quyết vào cuộc sống, hiện thực hóa những mục tiêu đặt ra. Các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy đang bám sát nghị quyết đại hội tỉnh cũng như của địa phương, đơn vị để xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện khả thi, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm cho nghị quyết triển khai thắng lợi, hiệu quả ngay từ năm đầu tiên. Là đảng ủy khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực của tổ chức cơ sở đảng đối với việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, phát huy tốt vai trò trung tâm kết nối giữa các tổ chức đảng trong khối, cấp ủy chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người quản lý doanh nghiệp,
đề ra các giải pháp thực hiện lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện hoàn tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Phát huy truyền thống cách mạng đoàn kết, tự lực tự cường, chủ động sáng tạo, đặc biệt là khát vọng vươn tầm ra biển lớn, đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu huy động tối đa mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng, lợi thế để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Đó là duy trì đà tăng trưởng kinh tế với GRDP 7,6% năm, đưa Bà Rịa Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao. Và đặc biệt, đưa Bà Rịa Vũng Tàu vào nhóm 10 tỉnh thành cao nhất cả nước về các chỉ số PAPI, FA Index, ICT Index, là một trong 5 địa phương dẫn đầu cả nước về thu nhập bình quân đầu người.